Tôi là Dương Lâm, tôi là một blogger. Việt Nam trong những năm trở lại đây đã có những cố gắng trong việc cải thiện hệ thống hành chính công, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, cũng như là rộng mở hơn trong các cái vấn đề nhìn nhận về người đồng tính. Nhưng riêng với vấn đề nhân quyền, quyền con người, thì chính quyền Việt Nam mặc dù đã ký kết rất là nhiều các cái công ước quốc tế, nhưng mà thực tại đời sống của người Việt Nam không có được hưởng những cái lợi ích hay là những cái quyền căn bản của mình từ những ký kết này, từ những cái quyền căn bản của con người được sinh ra. Việc sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, phá hoại về kinh tế, bỏ tù người yêu nước vẫn diễn ra với mức độ ngày một trầm trọng tại Việt Nam. Với những người ôn hòa viết blog, với những giới viết blog ôn hòa như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, luật sư Nguyễn Văn Đài, rất là nhiều người đã bị bắt giữ bởi vì các vấn đề phản biện xã hội của mình ở trên mạng xã hội, cũng như các cái hoạt động ôn hòa ở ngoài thực tế trong các cái vấn đề về dân sinh, dân quyền. Vấn đề về nhân quyền tại Việt Nam đã không được cải thiện nhiều lắm trong những năm qua. Mặc dù Việt Nam đã có rất là nhiều cái ký kết với quốc tế về các cái vấn đề về nhân quyền, các cái vấn đề về quyền chính trị, nhưng thực tế thì họ không thực hiện những cái điều đó. Các cái vụ hành hung, sách nhiễu, bắt giữ, bỏ tù những người lên tiếng phản biện lại các chính sách của chính phủ vẫn liên tiếp được diễn ra, và mức độ ngày một trầm trọng. Đặc biệt là việc bắt giữ blogger Mẹ Nấm vào hôm 10 tháng 10 năm 2016. Mặc dù những phản biện của blogger này rất là ôn hòa và đúng đắn, nhưng mà chính quyền vẫn tiến hành bắt giữ và đang giam giữ Mẹ Nấm tại Khánh Hòa. Blogger Phạm Thanh Nghiêm, một người đã lên tiếng rất là mạnh mẽ trong cái vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, một cái vấn đề của những ngư dân Việt Nam bị tàu của Trung Quốc bắt giữ cũng đánh đập ở nước ngoài. Vì những lên tiếng phản biện của mình, bờ gốc này đã phải thụ án 4 năm tù, đồng thời bị sách nhiễu trong vấn đề khám sức khỏe, đi lại các cái quyền tự do cá nhân của mình. Những nỗ lực của blogger Phạm Thanh Nghiêm đã tạo ra một làn sóng tranh đấu mạnh mẽ tại Việt Nam cho những cái vấn đề về quyền chính trị, quyền dân sinh của mình. Việc tranh đấu của blogger này đã tác động rất là lớn đến giới trẻ tại Việt Nam và thúc đẩy họ lên tiếng cho các cái vấn đề trong xã hội.